Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đam Mê Ẩm Thực Việt Nam. Thì mình vừa mới ngủ dậy các bạn ạ. Sáng là 10 giờ rồi các bạn. Mà vợ mình bây giờ thì đang chuẩn bị đồ ăn hay sao á kìa. Thì mình vừa mới hỏi thì vợ mình nói là trưa nay sẽ chuẩn bị cho mình một món ăn ngon nha các bạn. Mình cũng chưa biết là món gì nữa, mới vừa ngủ dậy xong từ trong phòng ngủ mình vừa ra đây ngồi. Em ơi nấu món gì á? Em. Ngon không? À, ngon lắm nha các bạn. Mình rất là háo hức chờ đợi nha. Không biết là món gì nè nhưng mà mình rất là thích. Vợ mình nấu ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Để coi vợ mình chuẩn bị món gì cho mình đây. Bữa nay cũng lâu quá rồi vợ mình không có nấu nha. Mình toàn là mình nấu không à. Giờ mình mời các bạn cùng mình đi xem. Xem vợ mình đang chuẩn bị cho mình món ăn gì nha. Ôi em ơi. Món gì hả? Món đặc biệt. Ôi các bạn à, đây món của vợ mình nấu đây các bạn, món cá khô hả? Ơi có một món cá khô chiên thôi. Món này ngon lắm đó, trời ơi anh Tiến ăn thử ơi. Bữa giờ ăn thịt cá rồi nhiều rồi, giờ ăn cá khô là ngon. Đây các bạn, vợ mình đang chiên cá khô luôn nha. Ơi món này ngon lắm nha các bạn. Ừ, quá trời thơm rồi. Ôi thơm quá. Thơm quá. Còn một món nữa nha các bạn. Còn một món nữa hả? Còn một món nữa, chút nữa các bạn sẽ biết. Rồi hả? Vậy là ngoài món này thì còn sẽ còn một món ngon nữa nha các bạn. Bí mật. Để coi tí nữa mình xem còn món gì nha. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì trưa nay mình sẽ ăn một món ăn mà do vợ mình nấu. Đây là món cá khô chiên nha các bạn. Cá này là cá tiêu đường chua ngọt nha. Ngon quá. Món này mà ăn cơm với chấm với mắm me các bạn. Ăn với cơm là hết sảy luôn nha. Trưa nay mình sẽ ăn đơn giản như vậy thôi. Và vợ mình nói là sẽ còn một món ngon nữa. Thì để coi là món gì nha các bạn. Em đem món này em. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Cơm đó. Ơi món gì giấu hả? Ở đây. Ben. Trời. Cá khô nữa. Cá khô nữa các bạn. Cá khô kho. Ôi, trưa nay vợ mình cho mình ăn hai món cá khô luôn các bạn ạ. Một món là kho, một món là chiên nha các bạn. Chiên thì chấm với mắm me nha. Nói chung là đây là cũng là công sức của vợ mình dậy sớm và nấu nha các bạn. Thì bây giờ mình và gia đình mình buổi trưa nay sẽ thưởng thức món ăn này nha các bạn. Xin mời tất cả các bạn ăn cơm với cá khô và chấm mắm me cùng gia đình mình nha. Ngon quá. Món này ăn là hết cơm luôn đó các bạn. Me nè. Cái này hồi nhỏ thì mình ăn hoài các bạn. Trước mình cũng hay làm ăn nữa. Xin mời các bạn nha. Khô này mình làm rất là ngon nha. Món này là món sở trường của vợ mình nha các bạn. Cứng rồi. Thơm ngon quá. Cứng hả? Ngon. Thấy chưa? Ngon lắm. Ăn cơm nha. Trước nãy thì gia đình mình không có việc các bạn. Mình ngủ tới 10 giờ luôn. Gần 10 giờ. Mình sẽ thử miếng cá khô kho nha. Cái này là sở trường của vợ mình nè. Trước giờ mình hay làm thì mình ăn. Độc quyền luôn á. Nó sẽ, mình đoán là nó sẽ có vị mặn mặn ngọt. Ngon. Ngon quá. Mà hơi cứng đúng không? Chan vừa con ăn hơi cứng á. Còn đau quá. Do bao quá. Ngon quá. Cảm ơn em nha. Mang nữa. Mang nữa hả? Ok. Mang nữa ăn cá khô nữa không? Chắc là bớt nhát á. Cái gì? Chạy bớt nhát không ạ? Mình ăn bớt ngán lắm. Ăn bữa ngán rồi hả? Ngon quá. Ngon lắm các bạn. Tình trạng này là ăn cá khô dài dài. Có. Tình trạng thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp các bạn. Hết tiền quay ra những video ẩm thực về
tôm mực cá thịt rồi các bạn. Tình trạng chung một tờ nước. Các bạn có thử một lần mắm me nha các bạn. Hầu như người miền Tây mình đó là tất cả từ nhỏ đến lớn ăn biết món này. Cháo khô nè bạn, họ mặn khô á, cái kiểu gì mà hồi nhỏ mình cũng có làm rồi mà lâu mình quên các bạn, là khô này nè, là ướp vô là ngọt ngọt nha, xong rồi mình đem chiên lên, mình chấm có một miếng mắm me này là cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt đó, ba thứ nữa nó hòa quyện lại các bạn, ngon lắm. Thấy không? Cứng gì vậy? Thấy tiếng giòn. Mời tất cả các bạn nha. Tầm miếng cơm coi. Mình bắt đầu ăn sang chén cơm thứ hai nha các bạn. Mới ngủ dậy cho nên là ăn cũng không được nhiều á. Mới ăn sáng lúc 9 giờ mấy. Em mới ăn hả? Ừ. Không có đói. Ôi, đổ xin cá khô luôn. Ghê ra. Nó ăn rồi hả? Chị hai ăn hết chưa? Hết chén luôn hả? Nhỏ vậy? Ừ, đủ giỏi ra. Ngon hả? Cho hai mẹ miếng cơm. Mà hơi khô đúng không? Mẹ cho em ăn, em thích ăn cơm cho. Ít thôi, giờ thôi. Ngon. Chấm miếng mắm mẹ mà. Nhá. Chung cả nhà mình ai cũng thích ăn món này các bạn. Lâu mà không ăn cá khô đúng không? Ừ. Ngon quá. Ăn lạ miệng. Ăn cơm vô. Ừ. Có gì cắn nước đây. Khâu kho, kho các bạn. Tí lập cho lập cái kênh nữa, chơi gì? Chơi nó cho lập cho kênh nè. Chơi trò chơi. Tí nó cho lập cho kênh nè. Dạ các bạn, mình là Bảo Ngọc đây. Chơi thử thôi. Ừ. Rồi, đừng nói nữa. Ngon quá. Cái này giống cá lục mà. Ừ, cái gì? Cá lục khô, giống. Hai món này thì mình là thích ăn món này hơn nha các bạn, món này ngon hơn. Cái này làm không có ngon bằng chị hai làm luôn. Chị hai làm ngon hơn. Chị hai làm ngon. Cái này chắc người ta ướp rồi, ba cái đồ nên không ngon mà. Trong miếng mắm. Nè. Mắm nè. Con trai tôi ăn cơm cá khô giỏi ta. Ngon không? Ngon. Con trai mình cũng thích ăn cơm cá khô luôn các bạn. Ngon. Cá này thì nó không có mặn nha các bạn, nó chỉ ngọt ngọt à. Xong rồi nha mẹ. Chưa học tiếp. Không.
Không rồi. Thì buổi trưa nay mình ăn cơm với cá khô, một món ăn mà vợ mình đã nấu cho mình. Thì mình cảm thấy rất là ngon nha các bạn. Gia đình mình cũng đã ăn xong rồi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu như các bạn thấy video hay, hữu ích thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.